Xin chào các bạn học sinh lớp 8. Thì trong video trước chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong lý thuyết của bài số 5 chương 1 bộ sách Trang trại sáng tạo phần 8 tập 1. Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần bài tập. Các em quan sát bài đầu tiên, bài số 1. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là phân thức? Như vậy biểu thức là phân thức thì có nghĩa là gì? Tử của nó là một đa thức và mẫu của nó là một đa thức. Vậy 3x cộng 1, tử là đa thức. 2x trừ 1, mẫu là đa thức. Thì đây chính là gì? Phân thức. 2x mũ 2 trừ cho 5x cộng cho 3. Thì ở đây không có thì các em phải hiểu được nó chính là phần mấy các em? Nó chính là phần 1. Như vậy thì tử cũng là một đa thức và mẫu cũng là một đa thức. Rồi, cuối cùng x cộng cho căn x. Như vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy được gì? Căn x này. Mà căn x thì nó không phải là đa thức, đúng không nào? Đấy, tại vì gì? Căn bậc 2 chưa biến. Căn bậc 2 chưa biến này. Đấy. Thì cái này không phải là đa thức. Chính vì vậy nên là gì? Ở tử của chúng ta không phải là đa thức, nên phân thức thứ ba, cái này không phải là phân thức, đúng không? Biểu thức thứ ba không phải là phân thức. Rồi, ok, chúng ta trả lời ha. Các phân thức là ba x cộng một phần 2x trừ 1. Tiếp tục 2x mũ 2 trừ cho 5x cộng cho 3. Đấy. Như vậy thì chúng ta chỉ có hai phân thức này thôi. Còn lại cái thứ ba, biểu thức thứ ba không phải là phân thức. Ok ha. Rồi, chúng ta xong bài số 1. Tiếp tục mình đến với bài số 2. Bài số 2: viết điều kiện xác định của các phân thức sau. Vậy thì phân thức, điều kiện xác định sẽ là gì? Các em nhớ, điều kiện xác định thì sẽ là gì? Là mẫu khác không. Đấy, mẫu khác không. Vậy thì mình có được phân thức đầu tiên, đó là 4x trừ 1 phần x trừ 6. Vậy thì mẫu chính là gì các em? Mẫu chính là x trừ 6. Vậy ta mang x trừ 6 ta cho khác không, đúng không nào? Và thì ở đây ta sẽ có được điều kiện xác định là gì? X trừ 6 khác không. 2, x sẽ khác gì? Các em chuyển vé qua dương 6, âm 6, chuyển qua bên phải sẽ là dương 6, tức là gì? X khác 6. Đẹp không nào? Đấy, các em cứ nhìn thấy cái mẫu này này, các em cho cái mẫu này khác không theo đúng như nội dung lý thuyết. X trừ 6 cho x trừ 6 khác không, hay x khác 6. Rồi, câu B tương tự. Ở đây ta nhìn thấy được gì? X cộng cho 3y chính là mẫu, đúng không nào? Như vậy thì mình sẽ có được gì? Điều kiện xác định sẽ chính là gì? Mẫu khác không, tức là x cộng 3y khác không. Mà x cộng 3y khác không hay x sẽ khác gì các em? Mình chuyển cái dương 3y từ bên trái sang bên phải thì nó x sẽ khác âm 3y, được không nào? Đấy. Rồi, câu C. Chúng ta có 3x mũ 2 trừ cho x cộng cho 7. Thì phân thức này, thì cái biểu thức này chúng ta sẽ viết thành phân thức như sau, đó là 3x mũ 2 trừ cho x cộng 7 với mẫu là 1. Mà mẫu là 1 thì hiển nhiên nó khác không rồi, đúng không nào? Đấy, như vậy thì phân thức này sẽ xác định với mọi r, với x thuộc r. Điều kiện xác định x thuộc r, tức là bất kỳ số nào cũng được các em. Lý do vì gì? Lý do vì 1 luôn luôn khác không. Đấy.
vì mẫu nó đã khác không rồi. Chính vì vậy nên với bất kỳ giá trị nào của x, 1 cũng được, 2 cũng được, âm 3 phần 2, âm 4,5 hay 4,5 đều được. Đấy, như vậy thì điều kiện xác định sẽ là gì? Với mọi giá trị của x, giá trị nào chúng ta cũng lấy cả. Được không nào? Ok, như vậy thì chúng ta xong bài số 2. Tiếp tục mình đến với bài số 3. R này là tập hợp các số thực nha các em. Nhiều em chúng ta quên nên thầy nhắc lại. Rồi các em quan sát bài số 3. Tìm giá trị của phân thức. Ở đây mình có phân thức A tại x bằng âm 4. Như vậy thì muốn tính được cái giá trị của phân thức á, thì việc đầu tiên chúng ta phải rút gọn phân thức đã. Câu A. A bằng 3x mũ 2 cộng cho 3x, thầy ghi lại đề bài, phần x mũ 2 cộng cho 2x cộng 1. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ áp dụng nội dung của bài số 4, đó là phân tích đa thức thành nhân tử. Chúng ta nhìn ở trên tử này các em, mình có 3x mũ 2 và chỗ này có 3x. Như vậy thì chúng ta sẽ lấy 3x ra ngoài làm nhân tử chung. Và lấy 3x thì chỗ này sẽ còn lại là x. Và lấy 3x thì lấy hết đi thì chỗ này sẽ còn 1. Đấy. Rồi, ở dưới này x mũ 2 cộng cho 2x cộng 1, các em làm quen rồi thì nó chính là gì? Hàng đẳng thức số 1, đúng không nào? Chúng ta sẽ đưa về vế trái, đó chính là x cộng 1 tất cả mũ mũ 2. Rồi, khi mà phân tích về đây rồi thì chúng ta sẽ tìm cái điều kiện xác định. Điều kiện xác định sẽ là gì? X khác âm 1. Rồi, ở đây chúng ta rút gọn luôn. Đó chính là gì? Ở trên này mình có được x cộng 1, dưới này mình có x cộng 1 mũ 2. Như vậy thì khi rút gọn có phải là chúng ta sẽ còn lại đó là trên tử là 3x. Dưới mẫu là x cộng 1. Đúng không nào? Ở đây là x cộng 1 mũ 1 này, là thầy tô màu ha, cho các em dễ nhìn này. X cộng 1 này. Đấy, ở dưới này có x cộng 1 mũ 2. Như vậy chúng ta rút gọn đi. Thì trên này là hết rồi. Tử của chúng ta chỉ còn 3x thôi. Mẫu của chúng ta có x cộng 1 mũ 2. Rút gọn đi x cộng 1 thì còn lại là x cộng 1. Rồi, bây giờ rút gọn như thế này rồi, chúng ta thay vào thôi. Điều kiện này là mở ngoặc đóng ngoặc. Rồi, tiếp tục. Chúng ta thay vào. Khi x bằng âm 4, chỗ này là thỏa mãn điều kiện này, xác định thỏa mãn được cái điều kiện này. Khi x bằng âm 4 ta có được gì? 3 nhân cho a bằng này. A bằng 3 nhân cho âm 4 phần âm 4 cộng 1. 3 nhân âm 4 là bằng âm 12. Âm 4 cộng 1 là âm 3. Âm 12 chia âm 3 được 4. Rồi, vậy A bằng 4 khi x bằng âm 4 hoặc là tại x bằng âm 4 cũng được. Ok ha. Đấy, thì việc đầu tiên đó là chúng ta sẽ rút gọn cái mẫu này lại. Thì khi rút gọn cái mẫu này thì chúng ta mới xác định được điều kiện xác định chính xác được. Để như thế này là các em không xác định được điều kiện. Rồi, khi xác định được điều kiện rồi thì cái số đã cho nó thỏa mãn điều kiện. Chính vì vậy nên chúng ta được phép thay vào. Còn mà số đã cho mà không thỏa mãn điều kiện là không thay vào nha các em. Đấy, là các em lưu ý nữa. Rồi, vậy A bằng 4 khi x bằng âm 4. Ok ha. Rồi, chúng ta xong câu A. Tiếp tục, mình đến với câu B. Xóa câu A nha. Câu B. Mình nhìn vào đây thì ta sẽ có được điều kiện xác định. Mẫu này chúng ta không cần phân tích. Chúng ta xác định luôn được điều kiện. Đó là gì? A mũ 2 trừ cho B mũ 2 khác không? 2
A mũ 2 khác B mũ 2. Đó. A mũ 2 khác B mũ 2, để như thế này là được rồi. Vậy thì rõ ràng chúng ta có được gì? A bằng 4 này, 4 mũ 2 là bằng 16. Đúng không nào? Các em phải hiểu được điều kiện tí xíu. 4 mũ 2 này bằng 16. Âm 2 mũ 2 thì nó lại bằng 4. Chính vì vậy nên là hai số này khác nhau, 16 và 4 khác nhau. Nên là A và B thỏa mãn điều kiện. Được không nào? Đó, A mũ 2 này tức là gì? Tức là 4 mũ 2 mà 4 mũ 2 là bằng 16. B mũ 2 tức là âm 2 mũ 2 mà âm 2 mũ 2 là bằng 4. 16 này khác 4, chính vì vậy nó thỏa mãn điều kiện. Ok ha. Rồi chúng ta đi rút gọn trước và thay vào sau. B AB trừ cho B mũ 2 phần A mũ 2 trừ B mũ 2. Ở trên tử thầy lấy B ra ngoài làm nhân tử chung. Như vậy thì còn lại là A trừ B. Lấy B rồi, còn lại là A. Chỗ này B mũ 2, lấy đi B, còn lại là B. Tiếp tục. Phần A mũ 2 trừ cho B mũ 2 thì ta sẽ phân tích ra với phải, đó là A trừ B nhân cho A cộng B. Rồi, cái phần này các em chịu khó nha, thầy tô màu chút để cho mình nhìn cho nó giống nhau cho dễ ha. A trừ B và A trừ B giống nhau đó, thầy rút gọn đi. Như vậy thì còn lại đó là gì? B phần A cộng B. Rồi bây giờ chúng ta mới thay vào. Tại A bằng 4 để bài cho B bằng âm 2, thì chỗ này chúng ta thỏa mãn. Thỏa mãn được cái gì các em? Thỏa mãn điều kiện xác định này này. Đúng chưa? Thầy đã phân tích ở trên này rồi, hướng dẫn trên này rồi. Ta có, ta có được gì? B của mình là âm 2. Như vậy thì B sẽ bằng âm 2 phần A là bằng 4 cộng cho B là cộng cho âm 2 bằng âm 2 phần 4 cộng âm 2 là 2, như vậy kết quả bằng âm 1. Vậy B bằng âm 1 tại A bằng 4, B bằng âm 2. Ok ha. Rồi như vậy thì với bài số 3 thì các em lưu ý đó là đầu tiên chúng ta phải tìm được cái điều kiện xác định. Sau khi mình tìm được điều kiện xác định thì chúng ta rút gọn. Là sau khi rút gọn thì chúng ta sẽ thay cái số mà đề bài cho vào, và cái số đó nó phải thỏa mãn điều kiện xác định. Ok ha. Tiếp tục mình đến với bài số 4. Rồi các em quan sát bài số 4. Mỗi cặp phân thức sau có bằng nhau không và tại sao? Ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái tính chất cơ bản của phân thức để chúng ta xem các phân thức này bằng nhau hay không. Cụ thể đó là chúng ta sẽ đi rút gọn phân thức. Câu A. Ta có, đầu tiên sẽ là 3AC A mũ 3B. Ở trên tử của chúng ta có A mũ 1, bên dưới mẫu chúng ta có A mũ 3, thì chúng ta sẽ rút gọn A đi. Như vậy thì còn lại là 3C phần A mũ 2B. Tiếp tục, cái thứ hai đó là gì? 6C phần thức thứ hai 2 A mũ 2B. Chúng ta rút gọn 6 ở dưới này là 2, như vậy chúng ta tử mẫu chúng ta rút gọn cho 2, tức là chúng ta chia cho 2 đấy các em. 6 chia 2 sẽ được 3C. Và chia 2, 2 chia 2 là 1, như vậy là còn lại là A mũ 2B. Như vậy các em nhìn thấy đó là gì? Hai cái phân thức đầu tiên khi mà chúng ta rút gọn đi thì nó trở về cùng một phân thức.
Chính vì vậy nên là gì? Vậy hai phân thức này sẽ bằng nhau. 3AC phần A mũ 3B sẽ bằng 6C phần 2A mũ 2B. Đấy, lý do vì nó cùng bằng 3C phần A mũ 2B. Rồi câu B chúng ta làm tương tự. Chỗ này nè. Chỗ này các em lý giải thêm đó là gì? Lý do vì chúng cùng bằng 3C phần A mũ 2B. Đấy, cho nó rõ ràng. 3B trừ cho 3B mũ 2 phần 6B mũ 2. Rồi, ở chỗ này chúng ta lấy 3B ra ngoài làm nhân tử chung ở trên tử các em. Lấy 3B ra ngoài làm nhân tử chung. Có 3 này, có B. Có 3B mũ 2. Ta lấy 3B ra ngoài làm nhân tử chung. Khi lấy 3B ra ngoài làm nhân tử chung thì còn lại là A trừ 3B lấy đi rồi thì còn lại là B phần 6B mũ 2. Rồi chúng ta rút gọn. Ở đây là có 3B, ở đây là có 6B mũ 2. Như vậy thì trên tử chúng ta rút gọn đi 3B. Vậy là còn lại A trừ B. Ở đây chúng ta rút gọn đi 3B. Như vậy thì còn lại là 2 2B. Đúng không nào? Vậy 6 mình chia cho 3 được 2. Ở đây B mũ 2 rút gọn đi B thì còn lại là B mũ 1. Rồi ok. Tiếp tục. Đây A trừ cho 2B. Như vậy thì nó bằng nhau luôn rồi. Đúng chưa? Vậy 3AB trừ cho 3B mũ 2 phần 6B mũ 2 sẽ bằng A trừ B phần 2B. Ok ha, và chúng bằng nhau luôn. Chúng ta rút gọn phân thức này, nó sẽ được phân thức thứ hai. Rồi, như vậy chúng ta xong bài số 4. Thì với bài số 4 chúng ta sử dụng cái tính chất cơ bản của phân số của phân thức thì chúng ta làm nó sẽ gọn gàng hơn là so với việc mà chúng ta sử dụng đó là hai phân thức bằng nhau. Đó, tiếp tục mình đến với bài số 5. Bài số 5, tìm đa thức thích hợp thay vào dấu hỏi chấm trong các đẳng thức sau. Rồi, chúng ta tìm cái đa thức tử để chúng ta thay vào đây. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ biến đổi với cái đa thức đã biết trước này. Làm sao để cho để gì cùng mẫu với đa thức còn lại. Vậy thì ở đây mình có được x mũ 2 trừ 1. Thế thì rõ ràng đây chính là hằng đẳng thức số 3, đúng không nào? Chính là x trừ 1 và x cộng 1. Vậy thì rõ ràng với cái phân thức ban đầu thì chúng ta có x trừ 1. Vậy thì mẫu chúng ta sẽ thiếu x cộng 1. Mà mẫu thiếu x cộng 1 thì mẫu nhân x cộng 1, tử cũng phải nhân x cộng 1. Đấy, từ đó chúng ta đưa về được gì? Cái mẫu của phân thức này trở về x mũ 2 trừ 1. Và chúng ta sẽ có được cái tử của phân thức này. Rồi, ok. Nó nôm na là chúng ta sẽ thực hiện cho cái việc mà chúng ta quy đồng mẫu đấy các em. Đưa về cùng mẫu đấy. Câu A. Ta có 2x cộng 1 phần x trừ 1. Theo như thầy hướng dẫn ở bên cạnh thì chúng ta có x trừ 1 rồi thì ta nhân thêm x cộng 1. Và chỗ này sẽ là 2x cộng 1 nhân cho x cộng 1. Mẫu nhân bao nhiêu thì tử nhân bấy nhiêu. X trừ 1 chúng ta cũng nhân cho x cộng 1. Rồi, ở đây mình sử dụng phần nhân đa thức với đa thức. 2x nhân cho x sẽ ra 2x bình. 2x nhân 1 cộng 2x. 1 nhân x thì sẽ ra cộng x. 1 nhân 1 thì sẽ ra 1. Trên cho x trừ 1 nhân x cộng 1 chính là x mũ 2 trừ 1. Rồi chúng ta rút gọn.
2x mũ 2, thầy ghi lại. 2x cộng cho 1x là 3x. Và cộng cho 1. Tiếp tục, x mũ 2 trừ 1. Rồi, như vậy thì chúng ta đã biến đổi giống mẫu đó là x mũ 2 trừ 1. Thế thì tử sẽ chính là 2x mũ 2 cộng cho 3x và cộng 1. Vậy, đa thức cần tìm, tức là cần tìm để điền vào dấu hỏi chấm đó các em, chính là phần tử này là 2x mũ 2 cộng cho 3x và cộng 1. Được không nào? Đấy, thì việc làm của chúng ta là chúng ta sẽ đi quy đồng mẫu thôi. Ok ha. Rồi, câu B chúng ta cũng làm tương tự. Câu B thì rõ ràng đó là gì? Mẫu của chúng ta là x mũ 3 cộng 8. Mà x mũ 3 cộng 8 sẽ là gì đây? X mũ 3 này, cộng cho 8, tức là cộng cho 2 mũ 3. Như vậy thì xuất hiện hàm đẳng thức số 6, A mũ 3 cộng cho B mũ 3 sẽ là A cộng B nhân cho A mũ 2 cộng AB và cộng cho 2 mũ 2, tức là 4. Đây là trừ ha. Đấy. Rồi, ở câu B này thì chúng ta làm dễ hơn. Đó là bây giờ chúng ta có được mẫu của phân thức cần tìm là x mũ 2 trừ 2x cộng 4, chính là cái này. Vậy thì bây giờ chúng ta có 2x mũ 3 cộng cho 2x mũ 3, tức là x mũ 3 cộng 8. Chúng ta chỉ cần rút gọn đi x cộng 2 là xong. Bỏ đi phần này, thì còn lại cái mẫu này. Như vậy thì chúng ta đã đưa về được cái mẫu chúng ta cần tìm, và khi đó chúng ta xác định được tử. Rồi, ok. Ở câu B thì dễ hơn, đó là chúng ta sẽ đi rút gọn. Ta có x mũ 2 cộng cho 2x phần x mũ 3 cộng 8. Rồi mình lấy x ra ngoài làm nhân tử chung, thì còn lại đó là x cộng 2. Chỗ này chúng ta có x mũ 3 cộng 8, như vậy thì mình sẽ đưa về hàm đẳng thức đây kìa, tức là x cộng 2 nhân cho x mũ 2 trừ 2x cộng 4. Rồi, ở trên này mình có x cộng 2 và dưới này chúng ta có x cộng 2, chúng ta rút gọn đi. Vậy thì còn lại sẽ là gì? Còn lại chính là x phần x mũ 2 trừ cho 2x và cộng 4. Đây. Như vậy thì nó xuất hiện được mẫu như thế này. Và rõ ràng mẫu như thế này rồi thì tử của chúng ta cần tìm chính là x. Vậy đa thức cần tìm là x. Rồi, ok ha. Như vậy chúng ta xong bài số 5. Tiếp tục mình đến với bài cuối cùng, bài số 6. Rồi, các em quan sát bài số 6. Rút gọn các phân thức sau. Câu A. Với việc rút gọn này thì chúng ta áp dụng phương pháp đó là nhân tử chung, hàm đẳng thức thôi. Còn cái việc mà nhóm hàng tử thì ở trong phần này không có ha. Trong bài này đấy. Rồi, chỗ này là thầy tách ra nè. Đó là 3 nhân x này nhân cho xy. Ở dưới tương tự đó là 2, và chỗ này là y mũ 4 này, thầy cũng tách ra là nhân cho xy. Đó nè, 3 này, x mũ 2 thầy tách ra làm x nhân x và nhân cho y. Ở dưới này tương tự đó là 2, chỗ này là thầy đưa x ra đây, tại vì mình rút gọn xy mà. Đấy, nên là lấy y đi thì còn lại là y mũ 4. Được không các em? 2 này, x này, y mũ 5 này, thì thầy tách ra nó làm y mũ 4 và y mũ 1. Ok ha. Rồi, chúng ta rút gọn đi, đó là xy ở trên này và dưới này có xy, rút gọn đi thì còn lại là 3x phần 2y mũ 4. Ok, chúng ta xong câu A. Tiếp tục câu B.
3x mũ 2 trừ cho 3x phần x trừ 1. 3x mũ 2 trừ cho 3x, mình lấy 3x ra ngoài làm nhân tử chung. Lấy 3x đi thì còn lại là x trừ 1. Đúng không nào? Lấy 3x ra ngoài thì còn lại là x. Lấy 3x đi, tức là lấy hết thì còn lại trừ 1. Chỗ này là x trừ 1. Rồi. Ở trên tử chúng ta có x trừ 1, mẫu có x trừ 1. Rút gọn đi thì còn lại là 3x. Tiếp tục câu C. Phần rút gọn này nếu như mà bạn nào mà phân tích đa thức thành nhân tử mà nhanh á thì chúng ta rút gọn rất là dễ dàng các em. Chính vì vậy nên là thầy mới nói là bài phân tích đa thức thành nhân tử là bài hằng đẳng thức, đó là những bài mà quan trọng nhất. Sau này chúng ta rút gọn chúng ta nhìn rất là dễ. Rồi, ở chỗ này chúng ta có AB mũ 2, chỗ này có A mũ 2B. Như vậy thì chúng ta lấy A, B ra ngoài làm nhân tử chung. Đúng không nào? Nhưng mà các em nhìn ở dưới nè. Mình có được A mũ 2, chúng ta có A, như vậy dưới này có A. Đấy. Như vậy thì ở trên tử chúng ta sẽ lấy AB ra ngoài làm nhân tử chung nè. Và lấy AB đi thì còn lại đó là B. Chỗ này lấy AB đi thì còn lại là A. Ở dưới này chúng ta lấy A ra ngoài làm nhân tử chung. 2A mũ 2 lấy A đi còn lại là 2A. Và lấy A đi còn lại là 1. Đấy. Vậy thì ở đây chúng ta rút gọn cho A này. A chúng ta rút gọn ra cho A. Thì trên tử còn lại là B nhân cho B trừ A phần 2A cộng 1. B nhân B trừ A phần 2A cộng 1. Ok, chúng ta xong câu C. Tiếp tục câu D. 12 x mũ 4 trừ 1. 18 x mũ 2 trừ 1. Rồi, ở trên này mà x mũ 4 trừ 1 á thì chúng ta sẽ phân tích thành hằng đẳng thức. Ở đây nè, thầy hướng dẫn. X mũ 4 mà trừ 1 thì các em sẽ đưa về gì? Các em sẽ đưa về x mũ 2, tất cả mũ 2 trừ cho 1 mũ 2. Đúng chưa? Như vậy ở đây sẽ là hằng đẳng thức số 3. A mũ 2 trừ cho B mũ 2 sẽ chính là A trừ B nhân A cộng B. A này, trừ B nhân A cộng B. Đấy. Và khi chúng ta phân tích như vậy thì chúng ta có được x mũ 2 trừ 1 ở bên dưới. Chúng ta có thể rút gọn đi. Đúng chưa? Rồi. Và ở đây 12. 12 thì thầy sẽ tách ra làm 2 x 6 luôn nè. Cho dễ. Rồi chỗ này sẽ là x mũ 2 trừ 1 nhân cho x mũ 2 cộng 1. Tách theo hằng đẳng thức như trên này thầy đã hướng dẫn. Được không các em? Vì các em lớp 8 rồi nên là chúng thầy cũng nói nhanh nhanh chút ha. Rồi, 18 thì thầy sẽ tách ra làm 3 nhân 6. Ở dưới này là x mũ 2 trừ 1. Rồi, bây giờ chúng ta rút gọn này. 6, 6 giống nhau, rút gọn. X mũ 2 trừ 1, x mũ 2 trừ 1 giống nhau, rút gọn. Như vậy trên tử thì còn lại là 2 nhân cho x mũ 2 cộng 1. Dưới mẫu còn lại là 3. Ok ha. Rồi thầy xóa cái phần nháp này. Rồi như vậy thì chúng ta xong bài số 6, cũng là bài cuối cùng. Thì trong video hôm sau chúng ta tiếp tục đến với lý thuyết của bài số 6, cộng trừ phân thức. Và các em đừng quên like, nhấn nút đăng ký kênh, chia sẻ video bài giảng của thầy để tạo động lực cho thầy làm các video tiếp theo. Thầy cảm ơn các em. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Chúc các em học tốt.